Thông tin xác nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt dự án xây cầu Tân An và cầu Vạn vượt sông Kinh Thầy, kết nối thành phố Chí Linh với huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn, với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Dự án đang được các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng để kịp tổ chức đấu thầu vào tháng 12 tới. Dự án cầu Vạn gồm công trình cầu và đường dẫn dài 13 km. Điểm đầu dự án giao với quốc lộ 37 thuộc xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh điểm cuối giao với đường tỉnh 389 và đường dẫn cầu chiều thuộc xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn. Cầu có chiều dài 894 m, rộng 12 m, tuyến chính dài 9,7 km, xây dựng theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m và mặt đường rộng 11 m, hai tuyến nhánh lần lượt dài 2 km và 1,32 km. Tổng mức đầu tư dự án cầu vạn hơn 1.290 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến 2030. Dự án cầu Tân An, gồm cầu dài 574m, rộng 12m và đường dẫn cầu dài khoảng 2,5km, điểm đầu thuộc phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, điểm cuối thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Công trình có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến 2025. Để triển khai hai dự án Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư và thành phố Chí Linh sẽ thu hồi 33 ha đất của 403 tổ chức, hộ dân với kinh phí thực hiện hơn 430 tỷ đồng. Theo lãnh đạo tỉnh Hải Dương, sau khi hai dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng, nối quốc lộ 5, trung tâm hành chính tỉnh với các địa phương lân cận, cũng như rút ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.